Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 26 tháng 9 năm 2020. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ. Thành phố New York, Mỹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Thủ đô London, Vương quốc Anh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 9 đến 13 độ.